Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bộ Giáo dục im lặng vì nếu đào sâu vụ thích chân quang thì còn gì là giáo dục. Ngày 10 tháng 7, AFA tiếng Việt bình luận vì sao Bộ Giáo dục im lặng sau 2 tuần yêu cầu Đại học luật Hà Nội báo cáo vụ thích chân quang AFA nhắc lại việc ngày 25 tháng 6, Bộ Giáo dục hỏa tốc yêu cầu Trường Đại học luật Hà Nội phải gửi báo cáo về quá trình tuyển sinh, đào tạo đối với nghiên cứu sinh Vương Tấn Kiệt còn có pháp danh là Thích Chân Quang. Báo cáo phải bao gồm cả quá trình nộp hồ sơ phản biện, bảo vệ luận án và có bằng chứng kèm theo gửi về Bộ trong ngày 26 tháng 6. Cho đến nay đã gần nửa tháng trôi qua kể từ ngày hết hạn nộp báo cáo, Bộ Giáo Dục chưa cho biết họ có nhận được báo cáo từ Đại học Luật Hà Nội hay chưa và cũng chưa thấy động thái hối thúc nào đối với trường này. Và đây là hình bài trên AFA. Theo AFA, trước đó dư luận giấy lên quá nhiều ý kiến nghi ngờ về trường hợp ông Vương Tấn Kiệt lấy bằng tiến sĩ chỉ trong thời gian 2 năm 3 tháng. Chiều ngày 25 tháng 6, Trường Đại học Luật Hà Nội ra thông cáo báo chí cho rằng quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ vào tháng 3 năm 2022 cho ông Việt đáp ứng và tuân thủ quy chế đào tạo tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Luật Hà Nội. AFA dẫn đánh giá của luật sư Lê Quốc Quân, từng là sinh viên Đại học Luật Hà Nội và cũng học chương trình thạc sĩ ở trường này cho rằng nhưng mà khi người ta càng đào sâu vào hơn nữa thì người ta càng phát hiện ra nhiều vấn đề. Từ vấn đề về bằng bổ túc cấp 3 của ổng, rồi bằng đại học cử nhân hệ tại chức. Cho nên trường đại học luật bây giờ chắc chắn bị đặt vào thế là hết sức bối rối. Bởi vì mình đã bảo vệ một cái mà thực chất là sai. AFA dẫn nhận định của một luật sư trong nước cho rằng Đại học luật Hà Nội đã không thực sự nghiêm túc khi ra thông cáo báo chí bởi không có lấy một người nào đứng ra chịu trách nhiệm ký tên, đóng dấu vào thông cáo đó. Thời hạn đã qua 2 tuần rồi thì tại sao Đại học luật không trả lời? Có phải là họ đang phớt lờ đi cái yêu cầu của Bộ Giáo dục hay không? Hay là họ đang cho rằng cơ quan chủ quản của họ là Bộ Tư pháp nên họ không coi Bộ Giáo dục là cái gì cả? Họ không coi cái dư luận xã hội ra làm sao hết? Và đây là hình sư thích chân quan. Luật sư Lê Quốc Quân cho rằng hiện nay không biết là Đại học Luật Hà Nội đã gửi báo cáo hay chưa. Có thể Bộ Giáo dục đã nhận được báo cáo, nhưng hai bên không cho truyền thông được biết. Hoặc là một báo cáo rất đầy đủ, nhưng mà yêu cầu là không được truyền thông, bởi vì vấn đề này nó phức tạp hơn nhiều, nó kéo nhiều cơ quan khác phải có trách nhiệm. Về trách nhiệm của Bộ Giáo dục trong sự việc lần này, vị luật sư giấu tên cho rằng Bộ này không làm hết chức năng của mình, nên đã không công khai hối thúc Đại học Luật Hà Nội gửi báo cáo. Khả năng rất có thể xảy ra là Bộ Giáo dục biết được rằng đằng sau cái luận án tiến sĩ này là một quá trình nhập nhèm là những sai trái của Đại học lực Hà Nội. Vì kiểm tra chất lượng đầu vào của Đại học Luật Hà Nội có thể có vấn đề. Bây giờ Bộ Giáo dục mà làm căng ra thì còn gì là giáo dục? Còn gì là chương trình đào tạo tiến sĩ? Còn gì là cái bộ mặt của trường đại học hàng đầu đào tạo ra những con người cầm cân nảy mực có thể là lãnh đạo quốc gia sau này nữa? Vị luật sư còn cho rằng Bộ Giáo dục không muốn đẩy vụ việc này đi xa hơn vì còn liên quan đến Bộ Tư pháp mà Bộ trưởng là ông Lê Thành Long vừa được cất nhắc lên ghế Phó Thủ tướng hồi tháng 6 năm 2024. Làm can chuyện thích chân quan thì có phải là ảnh hưởng đến Bộ Tư pháp, ảnh hưởng đến Phó Thủ tướng đương nhiệm không? Trách nhiệm Phó Thủ tướng với tư cách là người đứng đầu là gì? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bộ giáo dục im lặng vì nếu đào sâu vũ thích chân quan thì còn gì là giáo dục. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Lo ngại về sức khỏe của tổng trọng khi ông liên tục vắng mặt. Ngày 10 tháng 7, BBC Tiếng Việt bình luận, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng liên tục vắng mặt trong nhiều sự kiện quan trọng. Theo đó, lần xuất hiện gần nhất của Tổng trọng trước công chúng là buổi tiếp đón Tổng thống Nga Putin đến Hà Nội vào ngày 20 tháng 6, đến nay đã gần 3 tuần. BBC cho biết, sáng ngày 9 tháng 7, ông Trọng không xuất hiện trong cuộc họp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, về quy định số 144. Trước đó ông cũng vắng mặt ở hội nghị quân ủy trung ương ngày 8 tháng 7 và hội nghị đảng ủy công an trung ương ngày 4 tháng 7. Theo BBC, tại hội nghị quân ủy trung ương có sự tham dự của nhiều ủy viên bộ chính trị chủ chốt và cả những ủy viên không thuộc quân ủy trung ương, nhưng nhân vật quan trọng nhất, bí thư quân ủy trung ương là ông Nguyễn Phú Trọng lại vắng mặt. Và đây là hình bài trên BBC. Tại hội nghị đảng ủy công an trung ương ngày 4 tháng 7. Ông Trọng là thành viên của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương nhưng cũng không đến dự. Tuy nhiên, BBC cũng cho biết, theo báo chí nhà nước, ông đã gửi phát biểu chỉ đạo đến cả hai hội nghị này. Điều này dấy lên những lo ngại về sức khỏe của người đứng đầu đảng. BBC dẫn nhận định của giáo sư Alexander từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương cho rằng hiện chỉ còn hai người đủ tiêu chuẩn trên giấy tờ để kế nhiệm ông Trọng là ông Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Điều này nâng cao khả năng ông Trọng giữ ghế, làm tiếp một nhiệm kỳ thứ tư vô tiền khoáng hậu. Thế nhưng, nếu sức khỏe ông Trọng không đảm bảo, thì chuyện kế vị ông Trọng sẽ được xem là nhiệm vụ trọng tâm của đảng. BBC đề cập việc ông Trọng đã vắng bóng trong hai tuần liền và bỏ lỡ một số sự kiện ngoại giao quan trọng vào đầu năm nay. Thời điểm đó đã nảy sinh động đoán về tình hình sức khỏe của ông. Tới ngày 15 tháng 1, ông Trọng xuất hiện trong phiên khai mạc kỳ họp bất thường thứ năm của Quốc hội khóa 15 một số video quay cận cảnh cho thấy vị tổng bí thư đi lại khó khăn. Sau cuộc họp tiểu ban nhân sự đại hội 14 vào ngày 13 tháng 3, ông Trọng tiếp tục vắng mặt nhiều ngày, hồi tháng 4 và 5, kể cả trong lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Và đây là hình tổng trọng với khuôn mặt phù thủng xuất hiện tại buổi hội đàm với Putin. Vẫn theo BBC, trong tháng 6, ông xuất hiện tại hai sự kiện, cuộc họp lãnh đạo chủ chốt vào chiều ngày 12 tháng 6 và đón Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 20 tháng 6, rồi sau đó vắng mặt. Sức khỏe của ông Trọng đã nhiều lần trở thành tâm điểm của dư luận. BBC nhắc lại, việc Tổng Trọng bị đột quỵ trong chuyến công tác tại Kiên Giang vào ngày 14 tháng 4 năm 2019. Tuy nhiên, 10 ngày sau, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng mới lên tiếng. Cường độ làm việc cao đã ảnh hưởng tới sức khỏe của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Về phần mình, có đôi lần tổng trọng nói ông không khỏe lắm. BBC cho hay, chuyện Việt Nam không công bố tình trạng sức khỏe của ông Trọng là theo luật bảo vệ bí mật nhà nước. Điều đáng chú ý là, thông tin về sức khỏe lãnh đạo cấp cao tại Việt Nam không nằm trong một mục bí mật nhà nước riêng, mà được xếp chung với vi sinh vật và dược liệu quý hiếm. Như vậy, BBC nhận định, nếu đúng vì lý do sức khỏe mà ông Trọng không thể tham dự các sự kiện quan trọng gần đây, thì cách báo chí đưa tin chung chung, không rõ ràng, có thể là đang chấp hành bảo vệ bí mật nhà nước. Tuy nhiên, trong nền chính trị Việt Nam, dù có luật trên hay không, thường là bộ máy chỉ tiết lộ thông tin về sức khỏe lãnh đạo sau một thời gian dài khi công chúng cơ bản đã biết qua các kênh không chính thức. Chẳng hạn, BBC cũng nhắc lại, chỉ sau khi chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời vào tháng 9 năm 2018, giới chức y tế mới cho biết ông từng sang Nhật Bản để điều trị. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Lo ngại về sức khỏe của Tổng trọng khi ông liên tục vắng mặt. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.